Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nga bị đình chỉ khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Năm đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì các báo cáo về những vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống gây ra bởi quân đội của Nga xâm lược ở Ukraine. Điều này như một quả bom nổ giữa Moscow với việc Nga bị tạm thời đình chỉ ở đây. Đây là hình ảnh màn hình hiển thị danh sách các quốc gia tham gia biểu quyết về việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Hội đồng Liên Hợp Quốc về việc Nga xâm lược Ukraine tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu được 93 nước biểu quyết ủng hộ, trong khi có 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Cần có đa số 2/3 thành viên biểu quyết trong Đại hội đồng 193 thành viên ở New York, không tính số phiếu trắng, để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, gồm có 47 thành viên có trụ sở tại Geneva. Và trong đó, Việt Nam là một trong những nước biểu quyết chống lại. Các trường hợp bị đình chỉ là rất hiếm. Theo hãng thông tấn Reuters, Libya bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những người biểu tình gây ra bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là ông Gaddafi. Và đây là nghị quyết thứ 3 được Hội đồng 193 thành viên thông qua kể từ khi Nga đưa quân xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Hai nghị quyết trước đó của Đại hội đồng lên án Nga đã được thông qua với số 141 và 140 biểu quyết ủng hộ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đưa ra thông tin là ngừng xuất khẩu cho 3 hãng hàng không của Nga. Đây là hình ảnh Nga đã phải mua và sử dụng rất nhiều các máy bay dân dụng của mình từ nước Mỹ. Hôm 7 tháng 4, Hoa Kỳ cũng cắt giảm xuất khẩu của nước này đối với 3 hãng hàng không của Nga như một phần của những gì các quan chức mô tả là một hành động thực thi chưa từng có. Bộ Thương mại cho biết động thái này sẽ ngăn các hãng hàng không mang quốc tịch Nga như Airflot, Ut Air và Azut Air tiếp nhận các mặt hàng từ Mỹ, bao gồm cả các bộ phận để bảo dưỡng máy bay của họ. Ông Matthew, trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, phụ trách thực thi xuất khẩu, nói với các phóng viên rằng các hãng hàng không bị trừng phạt phần lớn sẽ không thể tiếp tục bay vì họ sẽ bị cắt các bộ phận và dịch vụ cần thiết để duy trì đội bay của mình. Đây thực sự là một đòn thêm nữa giáng vào nền kinh tế của nước Nga, vốn đã gần như bị tê liệt và thụt lùi kể từ khi Nga đưa quân tấn công xâm lược Ukraine, đem đến cái chết của hàng ngàn người dân và đổ nát của rất nhiều thành phố tại Ukraine. Đây là hình ảnh hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã phải tuyên bố ngừng các chuyến bay tới Nga vì mất an toàn và không được các hãng bảo hiểm khác chấp nhận khi họ coi rằng Nga cũng đang là một nơi có chiến sự. Và Moscow, Nga cũng quyết định đáp trả các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga có ý định đáp trả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các ái nữ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói, Nga chắc chắn sẽ đáp trả và sẽ làm điều đó khi họ thấy phù hợp, ông Peskov cho biết vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Được biết, vào hôm 6 tháng 4, Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đang trừng phạt hai người con gái của Putin như một phần của loạt trừng phạt mới đối với hệ thống chính trị và kinh tế của đất nước để trả đũa cho những gì Washington gọi là tội ác chiến tranh ở Ukraine do quân đội Nga gây ra. Và bản thân Nga cũng đã thiệt hại rất nặng nề với hàng ngàn trang thiết bị và xe tăng bị bắn cháy, cùng hơn 10.000 binh sĩ tử vong. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin viết tâm thư cầu cứu Nguyễn Phú Trọng nhưng đáp lại là cú chảm, lý do vì sao. Vào tháng Giêng năm 2022, sau khi hủy kèo đấu giá đất, ông Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đã có tâm thư gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12, khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
với hy vọng là thoát tội khuynh đảo thị trường bất động sản. Trong đó, lý do chấm dứt hợp đồng được ông Dũng đưa ra là vì nhận thấy những việc trúng giá đất với kết quả với 2,45 tỷ đồng trên mỗi mét sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh tế nói chung. Việc đẩy giá đất cao và hủy cọc là kết quả và kế hoạch không lành mạnh. Ông Đỗ Anh Dũng muốn đẩy giá bất động sản lên cao để định giá lại những khối tài sản mà tập đoàn đang sở hữu. Vì vậy, vốn chủ sở hữu của tập đoàn được định giá cao hơn mức bình thường. Nhờ đó, ông hút vốn ngân hàng. Đây là hành động khuấy đảo thị trường bất động sản một cách bất hợp pháp. Nó tạo cho thị trường chứng khoán phát triển méo mó, mà phần thiệt hại lớn nhất là người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ đã ngửi thấy mùi chẳng lành nên ông Đỗ Anh Dũng đã viết tâm thư. Trong thư, ông nói rằng: "Chúng tôi xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công." Và vì sao ông Đỗ Anh Dũng lại viết thư cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như vậy, là tâm sự với người nhà? Vì đơn giản, vì ông Đỗ Anh Dũng là người thuộc hàng dòng dõi quý tộc, là người nhà của những gia đình quan chức gộc. Được biết, phu nhân đã mất của ông Đỗ Anh Dũng là bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, là con gái của ông Nguyễn Văn Long, nguyên giám đốc công an thành phố Hà Nội trong vòng 10 năm, giai đoạn 1958-1968. Mà ông Nguyễn Văn Long là anh em con chú con bác ruột của ông Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo một tờ báo chia sẻ. Một gia thế rất khủng. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã đáp lời như thế nào? Việc bắt nhốt ông Đỗ Anh Dũng và các con ông này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã phớt lờ lời khẩn cầu của ông Đỗ Anh Dũng. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò lên để đốt những dự án lớn một cách rất cương quyết thì không thể nào ông mềm lòng cho được. Ông không hề nương tay với bất kỳ vụ án nào mà ông đang nhắm đến, đó là mục đích xây dựng tên tuổi. Mà một khi không được ông Trọng để ý cứu xét, thì ông Đỗ Anh Dũng sẽ không có cơ hội nào cả. Ông Đỗ Anh Dũng cần phải trả giá cho những gì mà ông đã làm trong quá khứ, đó là công bằng. Và bằng chứng sai phạm thì đã rành rành, thì không thể trốn đâu cho được. Vào ngày 6 tháng 4, trên báo Số Hà có giật tít với bài tin Chủ tịch Tân Hoàn Minh Đỗ Anh Dũng có thể đối diện án chung thân. Được biết, báo nhà nước là công cụ của chính quyền. Vì thế, những tờ báo này nói bóng, nói gió về bức án dành cho ông chủ của Tân Hoàn Minh như là bức ném đá, dò đường để xem phản ứng của dư luận như thế nào về bức án đó. Có thể nói, đó là bức án khá nặng. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng có thể chịu mức án tới chung thân. Với số tiền thu được từ việc lừa đảo lên tới 10.300 tỷ đồng, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng. Nhiều khả năng là tù chung thân. Nhiều chuyên gia cho biết như vậy, và Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là Bộ Công an đánh giá hành vi của ông Dũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ba công ty con của Tân Hoàn Minh đã được đưa ra những thông tin không có thật ngay từ ban đầu, để nhà đầu tư tin tưởng, giao tiền, rồi sau đó chiếm đoạt, sử dụng số tiền đã nhận được của nhà đầu tư vào mục đích khác với mục đích ban đầu đề ra. Và với số tiền thu được từ việc thực hiện hành vi là rất lớn, lên đến 10.300 tỷ đồng, thì ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng. Bởi vì số tiền lừa đảo quá lớn, số tiền này được huy động từ việc phát hành 9 đợt trái phiếu, nhưng lại sử dụng vào trái mục đích, không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ông Dũng và đồng phạm sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với tội phạm này, chỉ cần lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, thì người thực hiện hành vi đã phải chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 cho đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đồng thời, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm cho đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Như vậy,
với số tiền chiếm đoạt lên tới 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất không hình phạt, đó là tù chung thân. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng. Rõ ràng là sự kêu cứu đến người đứng đầu của Đảng đã thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã già. Ông muốn thể hiện trước người dân rằng ông không khoan nhượng để lưu danh sử sách, mà là người chống tham nhũng mạnh nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng nếu có bao che thì chỉ bao che những người tâm đắc của ông mà thôi. Có những người thuộc gia đình có công khác, ông không quan tâm. Bởi vì nếu ông Trọng chùn tay thì ắt tên tuổi của ông sẽ không được thừa nhận. Vì thế, khó mà có chuyện ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghĩ lại. Xem ra, ông Đỗ Anh Dũng hết đường thoát.